đổi chiến thắng tấn công là điều cần thiết. Minh Thực tung hai cầu thủ có khả năng tạo được biến cao, nhưng bây giờ là cơ hội dành cho đội tuyển Thái Lan được căng ngang. Rất tiếc đã có một pha đỗ lưới nhà. Tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho đội tuyển Thái Lan. Cầu thủ mang áo số 4 Thamikan lại một lần nữa góp công vào bàn thắng thứ hai của đội. Có thể trách được Đinh Tiến Hành ở tình huống này nếu như Đinh Tiến Hành không có lỗi việt vị, quá nguy hiểm. Một ngày tồi tệ của hệ thống phòng ngự. Cứ đá như thế này thì công sẽ không bao giờ có thể bù được cho thủ. Văn Quyết. Như vậy là đã có một pha đánh đầu đốt lưới nhà của hậu vệ FC Thanh Hóa. Đúng là một trận đấu kỳ lạ. FC Thanh Hóa vừa bị trọng tài lấy đi một bàn thắng hợp lệ và bây giờ tù giờ. Một pha đánh đầu phản lưới nhà không khác gì pha dứt điểm của tiền đạo đối phương. Và tác giả của bàn thua này là trung vệ Đinh Tiến Thành. Tỷ số là 2-1 cho đội chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội. Công Phượng. Công Phượng chuyển bóng hơi non. Rất tiếc đã có một tình huống phản lưới nhà. Đó là tình huống phản lưới nhà của Hoàng Lâm. Một tình huống chơi bóng bổng của đội bạn thì hậu vệ của chúng ta đã lúng túng phản lưới nhà. Đó quả là một điều hết sức đáng tiếc. Cú đánh đầu